Ok, chào mừng các bạn đến với channel của THT. Hôm nay mình sẽ làm video tìm hiểu. Và hôm nay mình sẽ làm tìm hiểu về một món đồ chơi xếp hình. Nói đúng ra là mình không muốn nói, nhưng mà bây giờ mình vẫn còn muốn chơi cái trò đó. Thật ra là cái đó là vẫn còn ở trong nhà mình. Đó là cái mẫu hình ráp hình Lego. Chắc bạn không biết cái từ Lego ở đâu rồi phải không? Đó là một hình một loại đồ chơi xếp hình. Nó có những mảnh ghép nên nó khá đầy màu sắc, rồi tạo ghép lên tạo ra những dạng mô hình khác nhau. Và có một số vài mẫu hình Lego có những nguyên lý hoạt động, hoặc là những cái hệ thống xoay, hoặc là những đại bắn cho các phi tiền được xếp bằng Lego. Cũng khá là đơn giản nhưng mà cực kỳ phức tạp. Nó để điển hình là hôm nay mình sẽ làm một video tìm hiểu về một dạng hệ thống mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đây đây chính là dạng dạng xoay, dạng hệ thống trục quay nè. Đó, bây giờ mình sẽ gỡ ra cho các bạn nhìn rõ hơn bên trong đây một xíu. Đó. Cuối cùng là có trục xoay lên chính chỗ này. Đó. Đó, khi chúng ta mở ra thì sẽ được đây. Đó, cuối cùng là mình chỉ cần mở cái bên trong này thôi. Rồi. Đây là cái phần để chạy lại bên trong cái phần này, và đây đây chính là cái phần bên bên trong đây. Đó, cái này chính là phần bánh răng này nè. Cái vật trắng trắng ở chỗ này cũng là một phần bánh răng. Cái này là cái để trang trang trí lên cái đầu này nè, thay 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 thế vô. Đó. Vậy đúng không? Đó, đây trong bóng tối đó các bạn không thể nhìn thấy rõ. Ở chỗ này cũng có một cái miếng bánh răng nhỏ xíu ở trong đây. Đó, nguyên lý hoạt động của nó là như sau. Khi mình xem cái chỗ này, phòng bánh răng, cái chỗ này nó sẽ xoay làm cho cái phòng bánh răng này nó di chuyển theo. Nhưng mà lưu ý là các bạn không được để nguyên kiểu này, đến để kiểu như thì nó chỉ xoay được vài vòng xong nó bị đứng lại. Đó, các bạn không thấy nhá, cái này nó bị di chuyển. Các bạn chỉ có thể xoay theo cái hướng này thôi. Đó, mình gọi ra cho rõ nè. Đó này, cái này là cái trục. Cái trục được gắn, được kết nối chỗ này. Đầu này là đầu hình dốc cộng. Cái cột này cũng có một cái chốt, cũng có chốt kệ hình dốc cộng. Khi chúng ta gắn lại ở đây là xong được cái mối ghép này. Để, không phải đâu đâu đây. Cái này là dòng bảo vệ nên ráp lên cái kiểu giống như là cái đài hải đăng, cũng là giống vậy nè. Tiếp chúng ta gỡ cái này ra là cái trục bên chỗ này thì nó sẽ hiện ra rõ hơn. Cái bánh răng nhỏ xíu mà nãy mình nói là bây giờ do mình rút ra, bây giờ các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn nè. Đó, đây trục bánh răng nhỏ xíu, cái chỗ này nó sẽ còn cái này nó được giữ bằng cái chốt hình chữ tập, có gắn một cái nhúc có màu vàng ở chỗ này. Đó, để giữ cho cái này không bị rớt ra nè. Gắn lên, rồi gắn sao cho cái chốt của những bánh răng này nó khớp với những bánh răng đây và đây nữa. Đó, gắn xong nó mới xây được. Các bạn phải đảm bảo cho sao cho những khớp của bánh răng này nó trùng với những cái này, những cái răng của bánh răng này.
Nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp lắp ghép lại. Tiếp tiếp theo cái này. Các bạn lưu ý là các bạn phải làm phải gắn chỗ nào ở trong cái này nó phải khớp với nhau nè. Tôi sẽ quay đó, nó sẽ xoay, nó di chuyển, nó sẽ tạo ra thành là hơi khó chịu một chút. Đây, không ai. Bây giờ thì cái em rồi đứa nhỏ của mình nó phá gắn cái nhà bảo vệ chỗ này. Đó, vậy là được cái phần trưng bày về hệ thống phục vụ xong xuôi. Ở đây kiểu gì nó cũng khá là đẹp. Đó, quay thôi đó, nó xoay, để chi vậy anh hai, nó xoay nữa nè, được rồi đó. Đây đây là cái nó phần trục quay nè. Rồi mình sẽ xoay theo kiểu đồng hồ đây, xoay theo kiểu đồng hồ. Nó xoay. Rồi khi nữa mình xoay ngược lại thì nó cũng bị đổi hướng theo. Đó. Nó thử lại lần nữa. Nó xoay á. Đó, một điểm khác nữa là các bạn có thể thay thế đầu ở chỗ này. Ở đây, cái này là cái đầu ở trên đây. Các bạn có thể thay thế bằng cái đầu này. Có lẽ hơi hơi nhỏ nha. Hơi bự rồi trời. Hay nạn hết bự rồi trời. Nhưng mà hử. Nguyên Đó. Cái chỗ này nó bị dư một nút ở chỗ này nè. Sao anh ha? Oh my god. Chỗ này nó bị thiếu một nút nút hình vuông 4 ô. Thôi thì nó đã gắn vào. Đó, vậy đó. À, cho nên mình sẽ phải cần thêm một cái nút ở chỗ này nữa. À, nhưng bây giờ là mình không cần nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn tôi lại. Xoay thôi. Đó. Đó, thì nó đâu thì nó vẫn như cái đâu lúc nãy thôi. Đó, coi như thằng này. Chúng ta
Hai mẹ ngồi xuống ở dưới thôi chạy được chưa? Gì vậy? Sao vậy? Tại em ơi, tại em chưa làm. Sao vậy? Em bị hư. Nó ra tiếng vậy. À, cái nó được xây cái kiểu xây này giống như cái khẩu súng súng mà súng có nòng xây nhưng mà xây thì cái kiểu cái cửa nó bộ quay này đó, khi cầm súng nó quay nó bắn ra, cái nhà cũng giống như vậy đó. Đó. Anh cũng được đó phải không? À. Đây. À. À, hay chưa? À. À, hay chưa? À, hay chưa? Anh hay đó. Rồi quay như vậy làm cho mình hơi hơi bị đau đầu một xíu đó hả? Mình sẽ thay mình sẽ thay chế đau lại. Đó, cái xong rồi. Video hôm nay tạm dừng đến đây thôi. Nếu các bạn thấy like và các bạn nhớ like và subscribe cho mình và nhớ hãy đăng ký kênh của mình. Nếu các bạn thích các bạn hãy ấn một cái nút chuông cái hình chuông nhỏ nhỏ ở bên trái bên phải của nút đăng ký, các bạn hãy nhấn vào đó để ngày nào các bạn cũng thể xem được video của mình hàng ngày. Rồi, chào các bạn. Nếu các bạn thích mình làm bộ logo nào các bạn hãy comment ở phần bên dưới nhé. Rồi, và video về hướng dẫn đánh bại hướng dẫn cái điều kiện đánh bại WASP. Nếu các bạn thấy cái video đó mà mình ghép cái phần video quảng cáo của đồ mà sợ à đại điểm mắt xanh, các bạn hãy nhớ comment ở phía dưới mình nha. À, chào các bạn.